Đây là những hình ảnh được ghi nhận vào tối 25 tháng 10 năm 2023 khi công an thành phố Đà Lạt đưa nghi phạm Trương Văn Thắng đến cơ sở XQ sự quán Đà Lạt ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để giữ lại hiện trường vụ lấy trộm bình gốm cổ. Trước đó, lúc 6 giờ 30 ngày 24 tháng 10, trong lúc tuần tra, nhân viên bảo vệ của XQ sự quán Đà Lạt phát hiện một thanh niên lạ mặt đang lấy trộm ba bình gốm bát tràng được trưng bày trong phòng tranh của công ty nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng hô hoáng và đuổi theo người này ra đường trong lúc bỏ chạy nghi phạm đã ném ba chiếc bình gốm xuống đường và cầm dao đe dọa những người truy bắt sau đó nghi phạm này leo lên mái nhà dân gần đó rồi trốn thoát và đây là những thứ nghi phạm bỏ lại hiện trường. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Lạt phối hợp với công an phường 8 truy xét, xác định nghi phạm trong vụ việc là Trương Văn Thắng ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi trộm không thành, Thắng bỏ về phòng trọ trên đường Trần Phú, phường 3 thành phố Đà Lạt. Còn đây là thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ của Thắng. Qua kiểm tra, công an phát hiện Thắng có tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc này tại phòng trọ còn có 4 người là Đinh Hòa Bình, 44 tuổi, Trần Quang Huy, 18 tuổi, cả hai đều ở thành phố Đà Lạt; Bùi Văn Quân, 20 tuổi, quê ở tỉnh Thành Hóa và Lê Nhật Minh, 36 tuổi, là chủ phòng trọ. Thời điểm kiểm tra, cả năm người này đều dương tính với ma túy. Mở rộng kiểm tra, cơ quan công an phát hiện tại nơi ở của Minh và trong giấy trọ có nhiều phòng chứa chậu, đun, bình gỗ có dấu hiệu nghi vấn. Cơ quan công an đã thu giữ gần 600 chậu hoa, bình gốm, đun gỗ các loại để phục vụ điều tra tại cơ quan công an thắng khai nhận đã nhiều lần cùng với bình huy quân và hai người khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố đà lạt phương thức và thủ đoạn của nhóm này là vào ban ngày các nghi phạm sẽ đi dò tìm đồ cổ trên địa bàn thành phố đà lạt sau đó chụp ảnh hoặc miêu tả đặc điểm để minh thẩm định nếu là đồ cổ có giá trị thì minh sẽ thông báo để các đồng bọn lấy trộm minh là người tiêu thụ những tài sản này rồi trả tiền cho những người còn lại. Theo công an thành phố Đà Lạt, thời gian gần đây nhiều gia đình, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo trên báo bị mất trộm chậu cây cảnh, bình uống, đôn cổ. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.